vào quyền lợi của người giáo dân. Cái đề tài xây dựng giáo sư. Và mình hiểu nghĩa vụ và quyền lợi của người giáo dân theo giáo sư như thế nào? Thì mình giờ khác, nếu giờ mình chia sẻ nào mình không có đang có cái một mà ở đâu bây giờ lại cái đề tài chia sẻ nó có cái một mà đây là cái xin giả sư đề tài một. Dạ bây giờ cho em xin một cái câu hỏi, mình phải đúc kết thôi chứ nói chi tiết thì không phải. Bây giờ là nói xin giả giáo sư thì bây giờ mình nói mày đưa ra câu một ở đây. Dạ câu một không cái chuyện như thế giống như đương nhiên với cái luận thành viên của một cái hội đoàn hay là của một cái tổ chức nào đó thì đương nhiên cái người tham gia tích cực và chúng ta phải tỏ ra cái tinh thần đoàn kết, thương người, thương anh em trong giáo xứ của mình, trong hội viên thì chúng ta cùng góp và cởi mở xã giao và mối kết với những thành viên cho các đoàn thể của mình hay là các giáo dân trong giáo xứ được mối kết một cách chặt chẽ là công tác với giáo xứ một cách hoàn hảo hơn. Cảm ơn anh khác. Tới anh Kim. Cứ tự nhiên. Nhắc thấy thì theo ý kiến của con là mình thấy một cái điều như mình có hai cái quyền, hai cái phương hướng quyền lợi và quyền lợi là không có quyền lợi để con người chắc nghe nói con cái mình được thích vào cái cộng đồng nó sẽ quen với cộng đồng người Việt. Nó sẽ tiếp xúc và nó sẽ học hỏi cái văn hóa hoặc là cái nền nếp đạo đức của người Việt sang người Việt. Nhưng cái quan trọng là mình thu hút họ. Con nghĩ là cái vấn đề thiêng liêng quan trọng nhất mà con nhìn thấy việc này. Nếu một người ghi danh trong giáo xứ, điền mình thì thường đến khi mình bệnh hoạn, giáo xứ thường mỗi thứ bảy hoặc trong tất cả các nghĩa các trang đều có yêu cầu là toàn dân.
không giáo sứ, thì nếu mình không ghi danh chắc chắn mình không bị điều chắc chắn đó. Tại vì ngài có bổn phận cho đoàn chiên của ngài đó, trên tất cả các lời cầu nguyện mà cho, tất nhiên là khi cầu nguyện ngài có thể cầu nguyện cho toàn cầu, nhưng mà trước hết ngài là con chiên, là ngài được cái mục trao cho cái đoàn chiên, trên các linh mục luôn luôn được cầu nguyện con chiên trong tất cả các thánh lễ. Tiếp tục thì coi như là mình hiểu một phần nào phải không, mà còn nhưng mà cái có những câu hỏi mình có những cái câu hỏi mình cũng chưa được hiểu rõ phải không ạ? Coi như là mình nói mình không hiểu hết cái vai trò của người, tức là cần phải có một cái gì để cho mình công bố biết. Để làm cho đó, để công bố là cái vai trò của, ví dụ như là một cái bản tin cái bản tin, để không cần phải kiếm tờ giấy gì, đúng nào vậy. Đi vô nhà thờ một cái là thấy ngay đó, đúng vậy mà. Đúng vậy đó, ý là mình muốn nói vậy, mà cái điểm đó đó thôi, chứ còn mình chưa hiểu biết gì. Mình không hiểu, mình không hiểu, mình dạ, mình chỉ muốn biết là mình được hiểu thôi, làm sao mình được hiểu những cái vấn đề, ví dụ như mình ra công bố ở hội đồng tài chính chiếu theo luật gì số đó, ai là người liên lạc phải không ạ? Đúng vậy, đó là cái mình muốn biết đó. Yep. Tức là có giấy tờ, có dạ. Bản tin, dạ. Xin bạn phép trả lời cho cái câu đó. Giáo sứ đang làm lại của website, chiều đang làm lại. Không, thì sẽ có cái phần feedback sau này. Thì anh ấy nói của anh đã lời, chúng em chỉ đặt câu hỏi để mà... Nhưng mà mang là giáo sứ đã ấy rồi, cái website của giáo sứ sẽ được làm lại và sẽ có cái phần ý kiến. Thì đó thì chúng em đưa ý kiến từ từ giáo sứ. Chưa lấy giáo sứ đang làm website, nó rất là khó. À, phải vài tháng nữa nó mới có, nhưng mà đã có một chuyện mà em đang một người đi vô nhà thờ là mình đều có hiểu được cái tổ chức một phần nào đó, đang thu rong rồi xin cảm ơn các bạn chưa được anh chị em nghĩ về tay ai muốn nói về tay là cái gì để sao lâu lắm chứ ai có sẵn sàng. Ok, em giờ em ấy của cái chú tiệc, nên chú tiệc nó điều thứ 7 của Hội Thánh Hoa Kỳ đó, cái đó không đúng, là chỉ có điều thứ 5 thôi. Giáo Việt Nam của mình là có 6 điều, Hoa Kỳ là chỉ có 5 thôi. Cái trách nhiệm của người Công giáo của mình nó nằm luôn số 5, chứ nó không có điều số 7. Dạ. Tôi thì tôi, nhưng mà có một cái điều là phải đóng góp tiền của các mình. Dạ, cho nên chú thêm 2 điều. Cái mà thứ 5 hay thứ 7, cái này tôi dạy giáo lý ở đây lâu năm thì như thế này. Tôi dạy giáo lý ngay cái lớp mà First Communion như vậy thì thứ 5 hay thứ 7 cái điều đó không quan trọng. Quý vị nhớ như này, có những giáo phận, quý vị lên Internet, có những giáo phận có 5 điều, có những giáo phận có 7 điều. Nguyên Virginia chúng ta có 7 điều. Cái điều số 7 này, anh Tiệp nói đúng. Còn có những giáo phận như Wisconsin, ở tiểu bang Trung miền Trung Mỹ chỉ có 5 điều thôi, nhưng mà trong tất cả 5 điều họ gồm tóm trong đó có cái điều số 7, tức là cái điều anh Tiệp vừa nói, tức là phải đóng góp cho cái giáo sư địa phương hoặc là để nuôi các linh mục của giáo sư, hoặc là với những giáo hội Hàn Vũ hoặc là worldwide mà chúng ta và như Đức Giáo Hoàng đóng góp cho Đức Giáo Hoàng mỗi năm, và những cái vấn đề tiền đóng góp cho về thì gửi về Giáo Hoàng thì nằm trong điều số 7, có giáo phận nằm trong điều số 5 thì chung tất cả đi. Nếu đề tài mà nó hợp với cái ý của những người thì giáo dân sẽ đi nhiều hơn, đó là theo em nghĩ vậy. Vì em nhiều lúc em đi tịnh tâm em cũng chọn lựa cái tịnh tâm nào nó phù hợp, nó thích, nó phù hợp cho mình, là em cần cái đời sống tinh thần đó thì em đi, đó là thường thường là em thấy vậy. Còn các anh chị có đúng như là tịnh tâm là nó theo cái lứa tuổi nó theo cái sinh hoạt của mình, rồi cái thí dụ như mình ở trong cái hội này mình sinh hoạt, mình thấy cái điểm cái tịnh tâm nó cũng giống như nhắc nhở cho mình biết cái việc sinh hoạt của mình nó cái cần đến cái sự nhắc nhở của bậc trên nhắc nhở cho mình, nhiều lúc mình nhắc nhở nhau không nghe, cái tĩnh tâm đó cũng gọi để nó concentrate vô cái đề tài của cái sự sinh hoạt của mình. Thiếu nhi thánh thể thì mình tâm như thế nào, hội các ba mẹ Công giáo thì mình tâm như thế nào, thì mình đúng nói ra không phải là cha đưa ra đề tài, nhưng mà gợi ý chung chung của cái hội viên của mình nó cần cái gì để tĩnh tâm và mà mình để học hỏi theo cái việc đó. Lựa tuổi, lứa tuổi, cơ hội đó. Tôi có ý kiến như vậy nè. Là năm điều hội thánh này tôi nghĩ là với những tất cả những người ở đây tôi nghĩ không ảnh hưởng lắm. Chúng ta đều có thể thực hiện được. Còn nếu ta nhìn vào những người không thực hiện được, làm sao để những người hay những con em chúng ta hoặc là những người cần chúng ta, những người năm cái điều răn này tôi nghĩ những người tất cả người ở đây Vậy cái điều thiếu là gì? Vấn đề là chúng ta tập trung vào những người đang là gia đình, tức là nền tảng, gia đình là nền tảng.
gia đình là nền tảng. Đó, chúng ta nên chuyên về những người mà họ đang cần đến. Yeah. Với năm điều răn này, mình chỉ cần họ thực hiện một điều răn là đi lễ chủ nhật thôi. Ví dụ như vậy đi. Bây giờ nếu mà mình hỏi với nhau và mình muốn tiến xa hơn là những gì mình đang có, rồi những người như các bác các chú mình đã như anh nói là mình đi lễ hàng tuần, mình không có bị cái trở ngại này, nhưng mà bây giờ mình thấy cái người bên trái hoặc bên tay phải mình có cái trở ngại này thì mình làm sao để mình giúp được người ta hay không? Bây giờ mình có cái chương trình nào đó hay không, mình đi dám mở miệng ra mình nói với người ta hay không? Cũng như là những cái hội giống như là mình mời gọi người ta tới nhà thờ, tới nhà mình đọc kinh. Thứ nhất á, mình xây dựng một cái giáo xứ trong gia đình mình trước, rồi cái đó là giáo dứt đầu tiên đó, bạn bè mình biết trong cái hội đoàn của mình thì mình đưa đến, giống như là một cái gương mẫu, mình lọc được cái đó thì mình có thể, người ta nói cần mực đen thành đèn sáng thì người ta có thể thấy được cái điều tốt đó thì người ta đi tới, cộng thêm đó là lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện. Cầu nguyện. Và lời cầu nguyện. Cầu nguyện là vẫn là vai chắn. Tôi nghĩ là mình nên có một cái suy nghĩ, một cái phương án đó, tìm những người đã là công giáo, những người thân thật mình mà họ xa rời. Ví dụ giờ phát triển mình tổ chức cái cơ cấu của mình như thế nào á, tôi cũng đúng. Nhưng mình nên nhìn xa vào những người, những con chinh lạc. Hãy đi gia đình tôi với đứa con của tôi đi. Nhiều khi nó đi đại học đâu, đi lễ đâu. Ví dụ vậy, mình nói thẳng gia đình của mình thôi, nó cũng rất là good. Hoặc là với những người họ đang ốm đau, họ rất là cô đơn, những người mình nên thăm người ta vì họ đã bị, hoặc là những người họ bị thất thế này kia đó, thì mình giáo xứ mình nên tập trung vào xây dựng vào những con người nhiều hơn là vật chất. Thì tôi nghĩ cái điều đó là rất quan trọng với giáo hội mình, vì thì khi mà mình mình có một cái phương án mình xoáy mặt cho cái đó đó, thì cái năm điều thánh này á thì mình tập trung vào những cái người cần hội thánh đó. Còn tôi thấy những người ngồi đây, tôi nghĩ là năm điều thánh đó mình không cần thiết để mình có thể dung xóa cái này ha, chị biết rồi ha. Ok, khi mà mình thăm đối với em á thì khi mà mình thăm viếng mình làm á, tại vì như vậy có nhiều người á không có cái phương tiện để đi tới. Thì bây giờ đó, nếu mình biết á, cũng giống như em làm cái volunteer này tự động em đi đó, em đi thăm mấy bác trong các nhà già hay là ở trong dưỡng lão, thì em biết có nhiều bác rất muốn đi nhà thờ nhưng mà không có người chở. Thì bây giờ đó mình phải làm như thế nào, mình cũng phải cần để ý với nhau, mình truyền miệng với nhau để giúp đỡ lẫn nhau về vấn đề phương tiện nữa, thì mình mới có thể đưa những bác đó hay là những cái gia đình, những cái người đó không có thể đi tới được, hay là những cái thời gian đó họ không có đi được, thì mình giúp đỡ nhà sao như thế nào để cổ vũ, để giúp đỡ lẫn nhau trong cái mặt tinh thần đó. Thì các phương tiện đó là cái bằng sẽ có người cha cần quá cho nó làm. Có những cái người giàu á thì họ cho 10.000, người ta nghèo người ta cho 100, cho không sao đâu, không nên ấn định. Như là cái mà trong này nói là bây giờ để xây dựng giáo xứ mới đó mà bắt buộc từ 1.2 hay là 2% thì tôi thấy cái đó không cần bắt buộc, không nên, không nên. Cha cũng là gợi ý. Bởi tôi thấy cái chính là người ta muốn người ta làm được, người ta đóng góp được á, làm sao để người ta hiểu được cái nhu cầu của giáo xứ cần thiết. Chứ thì người ta sẽ sẵn sàng. Vâng. À, cô Cathy, cô có ý kiến gì? Dạ, tôi cũng đồng ý với cả. Dạ. À, chị nói chị thấy chị khôn quá. Cậu nghe bác thư bác là the man of knowledge experience. Rồi, bác nói sao đi chỗ này, sao đi từ đi thế này, nói hết rồi. Cái ý kiến của bác là bác ấy nói hết rồi. Và cộng thêm chú Đức nữa là tới phiên em là em không nói chưa xong mình nói được. Vậy nhưng là chị không hiểu ý em rồi. Em muốn bác nói thì mình khỏi phải nói. Đúng rồi. Em nói là chị khôn quá. Nhưng mà em thấy trời ơi, theo đạo có bộ dễ quá. Rồi tại vì cha đẻ là bí tích giao hòa ít một năm, mỗi năm một lần, chắc là phải đẻ thêm hoặc là nhiều lần hơn. Cứ theo cha đẻ cái này em nghĩ dễ dãi quá. Cái này không phải là cha, là cái này là hội thánh. Biết rồi, nhưng mà có lần em hỏi, cứ mà đi tĩnh tâm em hỏi. Cha ơi, sao mà hội thánh lại đẻ như vậy? Cha nói là trời ơi, đẻ nếu mà hội thánh mà đẻ nhiều chưa chắc người ta đã làm. Nó không nên phải đẻ như vậy. Nhưng mà con có ăn một năm một lần không? Đó, nên chịu khó đi nhiều nhiều vào thấy. Thì đó, thì em nghĩ là chắc là phải... không biết có lên để optional không? À. Em thấy em cái gì? Có nghĩa là chị muốn xin cha là không, em nói là em không chị khai không nữa chứ mà chị không nói. Em nói là tại vì cha hỏi là mình phải làm gì thì em nói là trời ơi mấy cái điều này dễ quá, cái này là ít làm mà ít là chung vậy, chung vậy chỉ có một lần.
ít là một lần. Cho những người nào người theo em nghĩ thì hội thánh ra luật vậy thôi, chứ còn nếu mà là thật sự là người đạo mình thì không có ai, hiếm lắm, hiếm. Nếu mà mình đi hàng tuần, mình đi lễ hàng tuần là mình đã thực hành những cái giáo luật của mình rồi. Thực ra có một số đông giới trẻ đó, tức là một năm một lần, hai lần rồi đó. Đông chứ mấy năm lần nó còn chưa đi. Đưa đi. Vậy là cái bổn phận phụ huynh trong gia đình, cái đời sống đức tin của họ là mình phải hỏi lại cái đó. Nói vậy là không phải. Thực ra bây giờ lớn rồi đó, mình không thể nào mới được. Khi nào mà nó thuộc quyền của mình, nó bị long tôi mình nhé, nó cần phải nhờ mình thì nó có làm được. Nó trưởng thành rồi, không được. Khi mà có gia đình thì mới thấy, chứ không phải là dễ. Nói vậy là thấy cho mấy người tội nghiệp cho mấy người cha mẹ. Mình đã kinh nghiệm rồi thì thấy như vậy đó. Cô ý kiến gì? Cô nhanh, cô cũng vậy thôi. Bệnh nên giới trẻ, nên giới trẻ nghĩ sao về tuân giữ năm điều răn hội thánh? Theo như chú Đức nói đó, là con thấy là giống như là cũng không có ép buộc mấy đứa đi lễ được, nếu mà không muốn đi lễ chỉ có khuyên được thôi, giống như là encourage để đi lễ, giống như là cha ông nói là encourage thôi, tại vì đâu có làm gì được đâu, nếu mà nó không theo đạo. You can't force anybody to do things they don't want to do. Nhưng mà có một điều thêm một cái này là mình là làm gương, mình phải kinh nghiệm gương vậy, là mình làm gương dần dần cái tấm dần dần. Có một ngày nào đó chú Thánh Thần đánh động, không phải đánh động nó mà đánh động con của nó. Cũng như trường như vậy là đứa cháu, chính đứa cháu nó nói ba nó đi, chứ không phải mình nói ba nó không nghe, nhưng mà cháu nó nói thì ba nó nghe. Để tự động mình không có nhắc, đúng là phải làm gương trước đã. Cầu nguyện là xong. Nhưng mà có một cái ý kiến là mình đặt ngược lại cái vấn đề. Giáo dân có những cái bổn phận quyền lợi như thế nào, nhưng mà đặt ngược lại cái vấn đề đó, cha xứ, cha phó thế kia có cái bổn phận gì đối với nhu cầu của giáo dân? Cha có thực sự kêu là ma là ngoài cái đòi giáo dân giữ các đòi. Nếu nó là chủ chăn, cha đặt giáo dân cái quyền lợi và tất cả những nhu cầu của giáo dân lên trên, hay là luật lệ lên trên? Có nhiều cái như trường hợp chẳng hạn như gặp khó khăn về vấn đề gì đó, xin cha làm cái này làm cái kia, cha bảo cha bận, cha không có để ý. Mà người ta sắp gần đến chết đến nơi, hay người ta sắp về Việt Nam, ta cần một cố giấy giờ kia, thì cha luôn luôn cha nói là mang là cha bận, không có cho họ một giờ để mà cha là không. Khi tôi nói là có vấn đề mang là đọc cái priority cho giáo dân thôi, chứ không phải cha không làm. Bởi thực sự cha có nhiều cái cha bận thật, nhưng mà cha nên nghĩa là mang là chú ý nhiều, bởi vì nếu mà không có tất cả những cái vấn đề mà không lo chú đó thì họ gia nhập giáo xứ làm cái gì, và họ sẽ đi giáo xứ Mỹ, bỏ giáo xứ, và nó gây cái negative impression cho các cha, có vậy thôi. Chứ không phải là mang. Đúng rồi, không? Vấn đề là availability của các cha, thì ngày xưa đấy cũng rất là khó khăn mà xin tội được lấy hẹn. Chứ không phải là nó không có giờ rất nhất định là trước lễ hay là sau lễ, hay là ở đây chúng ta may mắn chúng ta có tới 4-5 cha đó, thì cái tình trạng khác dễ hơn được. Còn những cái nơi nó rất là đau khổ, như những cái miền rừng núi tôi nghe nói ở bên Bắc Việt chẳng hạn đó, có khi cả năm không có bộ cha tới, không được. Thì cái này là cái lòng của mình, nhưng mà đúng như anh Hùng nói thì các cha cũng phải là phải giúp đỡ cho con trên giữ đạo nữa. Cái điều mà mình nhận là nó có báo cho người có trách nhiệm phía trước để họ để cho con người khác con đấy, thì mình thấy là nói phần của mình là đúng là lời của mình là đúng là lời của mình. Một cái nhóm nó kêu là finance của ở ngoài vô, thì khi đó đức cha mới dòm thấy nghĩa là bao nhiêu cái chuyện nghĩa là không có một cái guideline gì hết á,
thì là mới viết lại cái đó, và họ mới chắc là họ mới update lại bác không quay không lại. Cái đó là cũng như các ngày lễ buộc kiêng việc sát và những hoạt động có thể cản trở việc thánh hóa những ngày đó, xưng tội để lãnh nhận bi tích giao hòa, ít là mỗi năm một lần, rước lễ ít là trong mùa phục sinh, kiêng thịt và giữ chay trong những ngày hội thánh quy định. Mỗi người theo khả năng đóng góp cho các nhu cầu vật chất của hội thánh. Là giáo dân của giáo xứ. Amen. Và con và thánh thần. Amen. Rồi, xin mời ông bà anh chị em. Rồi. Xin thông báo cho là hôm nay mình chỉ có bánh mì pizza thôi. Xin bánh mì tùy sức ăn bao nhiêu cũng để ăn. Pizza cũng để. Limit one. Và xin cha mẹ phải biết kinh thánh trước
mà muốn biết cha mẹ có đến trước thì cha sở phải có mời cha mẹ để mà học giáo lý trở lại. Đa số cái người của tổ từ nhỏ đến lớn họ phải kinh thành rồi làm sao cả lại đứa nhỏ là nó đâu có tin rồi rồi sống gia đình đã già không có cha sở có cha mẹ thế nào nói như thế nào như chị nói vậy biết bà làm được bây giờ đó ra có cách nào để nói cha mẹ biết bà làm được như vậy đó là theo cái chị là bây giờ giáo sư ở bà làm trước giúp cho trẻ bây giờ sẽ biết tin được những cách đó là nó là câu hỏi nãy cô nói dạ đó là câu hỏi để giáo sư giáo sư cũng phải nên kêu gọi các cha mẹ và sự đóng góp biết nghĩa là của công tác ủng hộ cho giáo sư hy sinh thời gian cùng đi giống như là đến ủng hộ công tác với giáo sư để giúp cho các em học được lớp giáo sư giáo sư vào buổi mỗi khách thì mình biết kinh nhưng mà bố không sống được là có thể là cái lạnh luôn nữa thì cũng là nhiều khi thầy cô á dạy tôi về hỏi cha mẹ gạt ngang bởi vì không biết cái gạt ngang tỏ ra mình đây mình biết đó thành ra không có đứa nhỏ nó không có tin nó không có hiểu gì hết trơn bởi vì con thầy cô nói dạ. Mà giờ đó cho rửa cha mẹ gạt ngang thì thầy cô nói gì hết đến nay dạ. Thì ra có đức tin của giới trẻ chúng sinh ra tạm biết đó thì đây cả thời gian nó dài hơn 60 năm thành ra chắc là 10 năm hơn nữa thì con đã mình cái sự nghĩ đó thì nhắm đến cái em đó sau này cũng tồn tại cho hiện nay tồn tại và cái em nghĩ là chắc là do mình những người sinh ra sinh đây vẫn còn ngồi đây. Mình bây giờ chúng mình con khác chị mình những người trong gia đình mình sáng tất cả các đứa đó nó có chịu đi đây con một chị trong hội đoàn là có phải tham gia thì nói chuyện em nghe này nói lưu lễ nói cho tại sao mình ngồi nghe em cha nó nếu mà chị đã bảo tham gia biển ông đi đã bảo rồi tại sao con chỉ ngồi nghe em cha nói có cho một câu đây là theo lý viên phải chỉ tâm truyền tâm cái vấn đề đi tới đó chứ không phải là một hay hai bài giáo viên cho xin hai ý kiến dạ cho con hỏi bác dạy mấy đứa là tới tuổi mấy tới là lớp 1 rồi hả? Tại vì theo thiếu nhi á với là mấy lớp mà psychology con lấy thì con psychology major mà nếu mà bác mà là đối xử với mấy đứa như vậy mà nên bắt nó lên như vậy là con nghĩ là cũng không có đúng đâu tại vì nó sẽ mất tinh thần của nó á. Với lại một tiếng là too long. Yeah, với là mấy đứa mà như vậy tại vì con là ngành trưởng ngành ấu á là mấy đứa là 7 tuổi tới 9 tuổi thôi. Mà mấy đứa đó mà cũng không đứng yên thì con không có phạt nặng như vậy đâu, cũng không bắt đứng với một tiếng hay là ngồi nhìn tường hay là đứng góc hay là đi đâu đâu. Mấy đứa như vậy lấy tiền đi trong xây dựng giáo sư. Vấn đề này là mình là phải là đưa cái vấn đề gương mẫu của những người gương mẫu tạo điều kiện và khuyến khích. Cái này là ba thứ khác nhau đó. Mình gương mẫu nè, sống đời gương mẫu đi ha. Vâng. Mà mình khuyến khích và tạo điều kiện. Bây giờ mình cũng nói là gia đình đọc kinh tối rồi cha mẹ có đưa con đến nhà thờ thánh không? Thì đó. Mình chưa đề cập đến tới phần đó nhỏ về trách nhiệm mai sau của mấy cha. Có đề tài này mai sau. Có trách nhiệm rồi, có biên bản rồi. Trách nhiệm của cha mẹ nữa. Em nghĩ trách nhiệm của phim là một việc mà phụ huynh có là gương được cho các em không cái đó thì đó mình mới đang sống đời gương mẫu nè yeah.
rồi mình phải khuyến khích và tạo điều kiện cho nó. Mà tạo điều kiện á thì mình phải đưa đi nhà thờ rồi mình phải làm được. Cái đối vui để học đó thêm cái chữ có thưởng để cái có mà có chưa này có nói có, đối vui để học có thưởng có thưởng nó mới sáng sáng có nó mới đi tìm hiểu thế có thưởng tại vì mình có thưởng mình mới khuyến khích nó mới có tinh thần nó mới giống như là có cái sự cạnh tranh với nhau bắt buộc xứ Mỹ rồi mà Việt Nam mình cũng thế. Nếu mà anh đứng nhất thì tôi cũng phải đứng hai. Tôi đứng hai thì tôi cũng phải đứng nhất. Đó là người mình có một cái là rất cạnh tranh về ngoại phương tiện. Rồi mình còn đề tài gì nữa? Và ở đây thí dụ như là giáo xứ mình á, văn nghệ mỗi năm có bao nhiêu lần? để mà mình đáp ứng được cái văn nghệ lịch sử, từ vì học trò nó văn nghệ với nhau khi mà mỗi có một cái lần lên lớp hả chỉ có bài dịp trung thu à tôi một dịp thôi bà con em tết thì ông có thì summer đâu có làm gì đó đâu làm gì đâu có cái summer thì thiếu summer chỉ có cái picnic à summer thì có picnic đó nếu vậy thì bây giờ mình lồng vào cái picnic đó. Để như vậy là cha mẹ văn nghệ khó lắm. Tại vì phía này là chơi ngoài trời nhiều hơn. Đó là cái đầu mình rồi đó. Cái đó là cái đầu mình ăn chơi gì hết nên để cho là khó rồi. Không, ý nó là tại vì cái phía đó nó không chung vào cái đó được, ý nó là khó là không miễn chung vào được. Được cái mình làm được trước, mình làm được trước tại vì hồi đó tôi đi cắm trại ở Việt Nam là đó làm đó. Ai làm cái gì cứ việc làm đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ đầu chơi thể thao cứ việc chơi, còn ai nào tập văn nghệ cứ việc tập đi tới giờ đó là anh cứ việc tại tại cái vấn đề mà picnic mà có văn nghệ nó vui lắm tại vì nó boring nó tới ăn ăn cái đi về. Em nó quá dài thôi. Dạ. Nó có thể cũng được. Ok. Lồng vào trong cái sông. Ok, thì văn nghệ là sẽ bây giờ văn nghệ ở picnic ha. Vâng. Xong cũng rêu rao trước và ví dụ như hè chưa có năm nay mới có kịp không là tập văn nghệ đi rồi tìm những cái câu đố thế vậy bây giờ mình nói văn nghệ nhà picnic nhưng mà cha mẹ có giúp mình về cái vấn đề đúng. Đó hay cái, không cái ý kiến người ta đang dừa mà cái nhân lực à thì bây giờ thậm chí cái... thậm chí em nói thật này chỗ cộng đoàn mẹ La Vang á tổ chức picnic nè thì còn hai còn ba lần nữa mà đâu có nhân lực đâu kêu hoài à. Ai cũng từ chối ai cũng kiếm cách này cách nổi nhưng mà tới lúc anh coi anh có vướng thiếu ai đâu đã tổ chức rồi với bà con chị nên rất là cái cuối cùng là vẫn là cái chữ là thiếu nhân lực nếu mà mình nói chuyện đó anh nói cũng đúng mà cái sự đoàn kết nó là nhiều bên từ nãy đến bây giờ mình nói chứ cái gì thì đó mình không có đoàn kết đúng rồi bây giờ mình nói tại vì trong cái này cái câu hỏi này mình đi theo này nó chưa có cái nào để cho mình khơi ra cái đó hết nhưng khi bây giờ ví dụ bây giờ mình còn mình qua chưa qua cái đề tài lượng ba mình còn cái này mình tóm lại những cái mình missing lúc trước nói tóm lại á là nếu mà một cái hội đoàn mà để giúp cho cái giáo xứ mình á thì những cái người mà trong hội đoàn trưởng, hội đoàn phó hiện tại đang tồn tại á thì mình phải làm được cái việc gì noi gương tại vì mình cái chữ như cha nói cái chữ tôi của mình không có thì là mình chị không phải là con người mà mình có gì? Mình to quá thì mình dùng cái người những người đó làm sao mình gương mẫu trước khi mình kêu gọi mọi người vô nữa thì mình kêu qua mình chắc thấy hả? Họ thấy họ sợ họ chạy mà kêu cho người họ chạy tới hai người lắm là đó là sự thật là những người là tặng tiền rất là nhiều còn với ngày hôm nay có nhiều người không có job để mà làm rồi chưa kể có những các cụ tại vì 9 năm rồi thì bây giờ có những người là gì thai ở một những cái nhà già tiền không có nhiều thì bây giờ lấy tiền đâu rồi khi mà xây dựng thờ cái quan trọng nhất là mình phải có tiền để mà tu chỉnh nhà xứ. Đó, cái đó là cái chính. Mua nhà thờ thì dễ rồi. Xây nhà thờ thì dễ là nó có thể bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu ăn có. Mượn lên trên địa phận cho mượn. Nhưng mà cái tiền ăn trả, các cha không có trả, ăn và em là những người cộng lưng ra để trả. Và con cái mình nếu lúc đó nó không còn ở đây nữa thì như thế nào? Thì nói cái cơ sở vật chất này á, có nhà thờ lớn thì rất là tốt, có chỗ đậu xe rất là tốt. Nhưng mà mình phải nghĩ tới cái chuyện tương lai, giờ nói tới 10 năm, 30 năm, 50 năm tới nữa thì nó như thế nào? Đó thì đó là con cái ý con đưa ra như vậy. Thành ra chứ còn không ai giống như khi mà em nói nãy, khi mình có nhà nhỏ, con mình nó đang cái tuổi mà 12, 13 mà mình đang làm ăn được thì mình phải đi tìm cái nhà lớn hơn.
để cho con, tại vì nó lớn rồi, nó phải có một cái phòng riêng. Nhưng mà khi mà đang lớn như vậy, nó lớn lên rồi, cái nó bỏ mình đi thì làm gì? Mình phải bán nhà lớn để đi tìm mua cái nhà nhỏ. Chứ mình ở nhà lớn rồi mình chưa chủ trả tiền hết rồi không, mình ở không nói chung không ai đâu. Yeah. Nó là một cái thực tế rất là rõ ràng. Bây giờ tôi cha thấy cái chỗ giáo dân hiện đại thì cha làm cấp số nhân lên. Yeah. Đấy, nhưng mà cha chỉ nhìn cái ngay tức thì thôi, cha không nhìn đến cái tương lai. Không, thật ra như thế này là còn có cái chuyện nữa là ngày xưa mình và những người đám di cư từ Việt Nam sang thổ Bảy Lan rồi bắt buộc là phải đi nhà thờ Việt Nam. Yeah. Anh không có cái tiếng nói. Yeah. Bây giờ con cháu của họ đều là giỏi tiếng Anh hết, đi học trường Mỹ hết, rồi tiếng Anh của nó nghe còn nó còn nghĩa là giỏi hơn không nói là giỏi hơn cả tiếng Việt nữa. Yeah. Nó vào nó nghe tiếng Việt, nó tiếng Bắc tiếng còn nó không hiểu, thế tự nhiên nó cảm thấy nó thoải mái đi nhà thờ Mỹ. Yeah. Bây giờ là mình cũng đâu có em tính như ngày em hiện nay á, trời cho chỉ có ba đứa giới mà 20-30 tuổi chứ không phải là cái giới trẻ mà con nít nữa. Không, thì đó bởi vì con nói là con nó lại 6 giờ rồi. Dạ. Con nói là bây giờ mình cứ đói nên là làm, nếu mà mình muốn làm mà tất cả mọi người đây đồng ý là cần có thánh lễ, thêm một thánh lễ nữa vào lúc 2 giờ chiều. Không phải 2 giờ chiều. Đừng có để cho 2 giờ chiều. 2 giờ chiều để cho mấy ông già bà già đi. What time? 10 giờ. 10 giờ sáng hả? Ờ, 10 giờ sáng. Không có mà nói đại khái là nói là trong cái lúc see, that's the issue right there. Là bây giờ mình cái khi mà mình kể một cái thánh lễ mà bằng tiếng Anh mình thay đổi tất cả cái phục vụ. Ok. Là bây giờ ví dụ như là cái ca đoàn Thánh Giuse hát cho 10 giờ right. Bây giờ mình create một cái thánh lễ như vậy. Bây giờ cái ca đào nó out of business hả? Còn quan trọng rằng rẽ thánh lễ ra. Chúng ta có đi hay là không? Dạ, cái đó là cái... Cha làm thánh lễ nào cha cũng sẵn sàng không mà. Cái tuổi trẻ như Tuyên vậy là 10 giờ hay là 2 giờ. Có đi không? Là 2-3 năm chục đứa mà chứ hai đứa đi 10 đứa đi. Con nói thiệt nha là... Đa số, trong thanh xuân giờ của con hiểu tiếng Việt nhưng mà nó không có thực hành. Con trai đứng ra, con gái nắm tay nhau một cái sạch mặt đó. Về nhà mà bảo là mày không được làm như vậy thì là chết rồi. Sẽ ngăn lại một cái việc nó đang làm cách tự nhiên. Đó, là điều đó bố mẹ phải cần đó. Nhưng mà đối với giáo sư thì mình làm cách làm tạo được nhiều cái cơ hội và cơ hội cho biết là cho những người giảng viên có những cái kinh nghiệm đó, giúp những người giáo lý viên hiểu và phải có cái biết mình. Tức là bây giờ thật sự ra quý vị cũng thấy là con bán trái cây hàng tuần mỗi ngày mỗi tuần thật sự cái tiền lời đó thôi chỉ có vài trăm không có nhiều à, mà nếu như bây giờ mà nói mà bây giờ buôn bán mà gây quỹ cho giáo xứ thì 10 năm cũng chưa đủ để mà quy lại 5-6 triệu đồng để mà cả. It's not possible. So với lại cái giá hạn như bây giờ thí dụ như một người làm việc
một giờ họ kiếm được ví dụ như là 30 đồng một giờ hoặc là 50 đồng một giờ, thì bằng còn hơn là mình ngồi bằng giấy mình làm việc, mình donate cái tiền đó cho nhà thờ một cái việc hy sinh, hoặc là mình làm cái gì riêng hy sinh cho giáo xứ, mình donate cái tiền đó thì nó easier. Chứ còn mà buôn bán ở nhà thờ này, thật sự ra mình làm chỉ có cái làm thêm thôi để cho cái các em thật sự cái ý của con muốn làm đây là cho các em nó hiểu được cái công việc làm nó là cái gì, khó khăn nó là cái gì, chứ không phải là con muốn làm là vì con muốn gây quỹ để cho nó. Thật sự ra bây giờ phụ huynh cha mẹ của các em bỏ tiền vô mỗi người 5-10 đồng cũng đủ để mà cái quỹ cho các em nó đi tham dự, chứ không phải khó. Nhưng mà làm như vậy mình dung túng các em quá, mình không có tạo cho nó cái cơ hội để nó làm việc đó. Cho nên là thật sự ra cha Thiên đã biết được cái điều đấy, và cha Thiên kêu gọi mỗi người chúng ta đóng góp. Bây giờ theo ý kiến của tôi đó, thì 2500 gia đình chịu khó một chút, chịu khó mua tem một chút, đánh máy cái proposal của giáo xứ như vậy gửi cho từng nhà mà ông bà có khả năng đóng góp bao nhiêu, đó là trách nhiệm. Rồi mỗi người tùy theo giàu nghèo, có thể một người họ đóng 3 đồng, có thể một người họ đóng 30 ngàn, họ sẽ có khả năng họ cho. Thế mình coi lát lại mình biết là cái khả năng của mình sẽ thu trong bao nhiêu năm nay thôi. Tức là gửi từng nhà một, 2500 gia đình mỗi ngàn đều nhận được lá thơ. Receive request đẹp chứ bảo tôi không nhận được thơ. Phải trả lời hoặc tôi không có đồng nào, chỉ ghi zero vào đây để chúng tôi lập cái biên bản. Sau đó mình mới tính cái plan khác. Yeah. Thì có thể cái proposal phải viết rất là kỹ. Tôi planning như vậy, cho tới khi hôm nay tôi đến tôi surprise, tôi rất là mừng. Nhưng mà lúc trước khi tôi học tôi đâu biết là gì đâu. Thì nếu mà anh Thành mà làm kiểu đó, tôi nghĩ là anh sẽ thu được bao nhiêu trong vòng 3 tháng tới. Cái đó là mình đóng mỗi tháng không phải mỗi tháng, nếu có thì đóng một lần. Nhưng mà cái chúng tôi là planning, tôi ghi chép như thế này, giống như địa phận xin hàng năm giống như mình nói 1 năm một thôi, trong tháng năm tới mình làm được. Chứ bắt đầu bán 5 năm họ sợ họ chạy ra nổi, có từng năm một hứa đó, nhưng mà hứa là phải cho. Ô, mình không hiểu anh Thành, cái mà cho nói 1.5% hoặc 2% mình là không có b cái đó là một cái con số thôi. Nhưng mà không có nghĩa hỏi, nhưng mà là cái đó để cho cái quỹ nhà thờ thôi, còn tiền không kể hàng tháng hàng tuần. Cái đó đặc biệt cho cái quỹ phát triển, đúng rồi, thì làm như anh. Nhưng mà ý tôi nói là ít nhất mình có cái view để mình biết, ồ bằng này người dân giáo xứ về họ cho nhiều, có thể có những người họ 50 ngàn, có những người họ cho 5 đồng, không khu kè. Nhưng mà mình biết cái trong vòng bằng này tháng, trong vòng 6 tháng ông bà đóng cho nhà thờ bằng này, họ không đóng một tháng một lần thì họ đóng 6 tháng, nhớ là planning trong vòng 6 tháng một năm, thì anh biết ngay là năm nay anh thu được bao nhiêu, có thể lên mấy triệu anh đâu biết rồi. Em nhớ anh Thành hồi sáng kiên mới về đó, thì như là cha gửi cha phó đi các nhà. Không, làm cái đó nhục lắm, ông tôi đi đuổi ra, có sửa đuổi ra, tôi bị đuổi mấy lần. Cha đi họ đuổi hết tuổi. Đuổi thẳng hết tôi, không có gió, bình đừng có đến. Cái mà đề nghị đó đó thì không phải là chưa có làm. Nhưng mà cha đi tới để thăm với tính cách mục vụ thôi, cha đi không có xin tiền. Tại vì đó, tôi vẫn nói với cha và tôi vẫn đi với cha đến để thăm, hoàn toàn không có đặt một cái vấn đề, một cái đòi hỏi nào hết đó. Tôi tới thăm vì người với người, thứ nhất là những người anh em cũ mà những người anh em đã bỏ mình đi rồi, thì cha với tôi còn đến thăm. Cái chuyện đó có, thành thử ra đừng có lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó mình một cách nào đó để cho những cái người mà ví dụ có buồn giáo xứ thì người ta nghĩ rằng có những lý do, và bây giờ cha mới thì ngài một cái tinh thần khác, một cái tinh thần buồn buồn tới thăm rồi. Làm được cái đó không cần, không có xin tiền. Nhưng mà cái đó mình sẽ nói, mình sẽ chuyển qua cái vấn đề của anh chị đó thì sẽ có tiền. Nhưng mà cái project nó phải viết rất kỹ. Yeah. Sau họ chứ, ồ, tôi làm cái này rồi mai mốt như nhà thầy nó lại bỏ trống, tôi cũng chẳng được, chú chẳng thấy cái gì. Nhưng mà mình làm cái proposal, tức là mình sẽ có lớp giáo lý, có lớp Việt ngữ đoàn hoàng, nhà thờ đoàn hoàng, chỗ đậu xe no problem. Thì cái đó đó, thì bây giờ đó cái đầu tiên trước mắt muốn có là cái mình tạo ngoài được cái miếng đất, xong sau đó rồi thì sẽ có một cái plan từ A tới Z. Ví dụ như mình không có thể nào thực hiện một cái 2 năm nữa mình có cái chỗ mới, no way, ít ra là phải 5 năm. Cái lúc đầu có thể xây một cái trung tâm sinh hoạt thôi,
Nhưng mà cha cùng dẫn cha đi qua những cái nhà thờ rồi, chẳng như Saint Mary of Sorrow chẳng hạn. Cái nhà thờ của họ là một cái nơi họ dự trù cho tương lai, là cái hội trường. Bây giờ họ là nhà thờ thì mình vẫn dùng cái kiểu đó để mình làm lễ. Ví dụ như mình có thể năm tới mình mua được đường miếng đất, mình cất được cái đó rồi thì có thể là có thanh lễ đó ngay được. Nhưng mà đó đúng cái trong cái chương trình là cái hội trường. Hội trường thôi chứ. Cái đầu tiên mình làm đầu tiên đó, ưu tiên nhất là vẫn là cái parking. Mua đất xong là cái parking là cái đầu tiên làm. Xong rồi đến cái hội trường, rồi đến phòng học. Cuối cùng mới nhà thờ mới mặc lên. Cho nên để mình đạt được cái nhu cầu tối thiểu trong này, cha đưa này 1%, 2% mình tối thiểu lên. Cái quan trọng hiện nay mình phải làm ra ngoài cái vấn đề như là anh hướng nãy đề nghị là ghi quỹ này kia. À, mặc dù anh Phát nói cái đó là rất ít, nhưng mà cái đó nói về phương diện tinh thần cũng nên. Cũng nên làm, nhưng mà không phải base vào cái. Dạ, phải base. Nhưng mà cái quan trọng là giống như là anh Chỉnh nói hay là cái chương trình của cha này. Nhưng mà muốn đạt được cái này là cái gì? Cái right now, nếu mà mình địa phận đã chấp nhận rồi, thì cha với lại hội đồng mục vụ phải làm sao cho giáo dân thấy được trước khi mình xin tiền. Yeah. Phát động cho họ thấy được, thí dụ như là anh nói từ giờ rất rõ ràng, anh phải làm sao trình bày trong nhà thờ, hả cha, trình bày trong nhà thờ. Nhu cầu ở đây, mình quá chật hẹp, mình phải làm cái gì, và tương lai làm sao. Khi người ta ý thức được, mình làm chừng tháng vậy đó, xong thả bung ra. Okay. Mình cũng nên gửi cái đó vào cái thơ để trước khi bung ra mình phải vận động cho thật mạnh. Chứ còn bây giờ mà đương không mà vô nhà thờ nói bây giờ tôi cần mỗi gia đình họ còn đông nói tới cái số nhà là người ta sợ này. Tại bây giờ ta không cần biết là bao lâu hết gì mà mỗi gia đình đang hỏi vô nhà. Nhiều người đang khen cha mời là ít tiền cọc tiền trong nhà thờ. Cái proposal rất là không có ai tên mai đâu, nhưng mà nó bộc phá một chút để người ta hiểu. Anh có thể bây giờ anh chưa xin tiền, anh gửi cái thơ là giáo sư sẽ làm như vậy. Xong anh xin cái vốn. Yes or no? Cái vốn, đó tôi có nói là đưa ý kiến. Hỏi ý kiến từng người dân. Nhớ là gửi bằng thơ từng gia đình. Dù họ không có đi nhà thờ Mỹ, giống nhà thờ Việt Nam giống tôi, 5 năm không có đi đâu. Gửi từng nhà. Thế cháu thì ở nào nhà thờ trong các lễ và đồng thời gửi thư đến tất cả mọi gia đình. Giống như trường hợp nhà cháu thì bố mẹ ở trên Woodbridge mà mua viên rồi thì thành ra không biết trên đó có ở nào với nhà thờ không, là con không biết. Mà có ở nào thì có thể là nhiều khi sẽ mất cái connection rồi. Dạ, cứ gửi thơ từng nhà xong rồi return có stamp đó, rồi return là thì cái đó anh biết ngay là cái proposal nó sẽ như thế nào, nó successful không. Tôi nghĩ là ít nhất là 8-10%. Cái bước đầu tiên đang bước là cái bước này. Nếu mà quý vị yêu cầu làm như vậy, tôi thấy tại sao không làm, phải làm. Yeah. Okay. Mình phải thử thôi. Tại vì ai đến nhà thờ này cũng ngại lái đầu xe. Yeah. Rồi lái xe nó cũng khó khăn. Rồi. Ok. Cảm ơn. Cái đó mình đã nhìn thấy từ lâu rồi. Chưa có biết đâu. Nhưng mà các thánh tử đạo sẽ giúp mình. Phải có máu đổ ra thì phải có cái đánh giá. Anh bị nói tụi mình chữ đạo theo giống như xong. Anh tự đạo mà anh cũng nên chữ đạo. Không, bây giờ có chữ đạo cho nó. Không nói là giáo thứ lộn. Có chữ chỉnh trở lại giáo thứ lộn một lúc rồi. Mà sáng cha nói mỗi một người chúng ta cũng là một linh mục đó. Như thế nào đó thì đó là một cái sự thật con đã chính mắt con thấy. Thật ra cái thứ nhất là cái làm sao cái não trạng mà mình chấp nhận là 10%, cái đó chỉ có giữa mình và Chúa biết thôi. Đó. Và mạnh dạn làm cái đó. Cái ý thứ hai đó là cái vấn đề là kinh tài đó, thì cái cơ sở vật chất đó, nó có thể làm ra tiền trong tương lai, thì tôi nghĩ là web server, cái này phải hỏi anh Hữu Anh. Ví dụ như Google hay là Yahoo là nó đầu tư vào web server để cho thuê, để làm mọi thứ trong đó. Nha. Một cái nữa là con thấy mình không có mở rộng cái khung cảnh gây quỹ, mình chỉ tập trung vào giáo xứ thôi. Tại vì khi chúng con làm với nhà dòng bên Canada, chúng con biết là nhiều khi có những nguồn thu mình thấy bất ngờ mà mình không mong mà tự nhiên tới. Chẳng hạn khi mình chỉ thông báo trên cái website của mình rất đơn giản thôi, tình cờ có những hội dòng của người Mỹ họ gửi tới có khi vài chục ngàn, ví dụ vậy, vài chục ngàn, mà mình bất ngờ mình nghĩ là mình đâu
phóng sinh họ đâu. Nhưng mà lý do tại sao? Bởi vì họ có cái quan niệm thế này: bây giờ họ cũng sắp chết rồi mà người của họ không có, họ giữ làm gì nữa, nên họ cho những cái hội dòng khác, những hội dòng khác mà đang có cơ hội phát triển. Thì mình nghĩ là một trong cái phương tiện truyền thông mình chưa có tận dụng là đưa lên website, rồi phổ biến qua những cái tờ thông tin, rồi có thể mình có những nhóm đi vận động ở chỗ này chỗ kia. Mình nghĩ là không phải đối với người Việt mình với nhau không, mà các cái tổ chức tôn giáo bạn họ cũng cho, có khi Phật giáo họ cũng cho công giáo vài chục ngàn để mình xây cái nhà một cái cơ sở nào đó, nếu mà mình thuyết phục về cái vấn đề văn hóa được. Hoặc là rất nhiều cái nhà thờ khác, nhà thờ có khi nhà thờ Mỹ, nhà thờ có khi họ cũng đang phân biệt riêng biệt họ là nhà thờ, nhưng mà họ vẫn cho cái quan niệm của người Mỹ nó khác về Việt đó, là không phải mình có đủ, mình có dư mình cho, tôi đang thiếu mà tôi cần, tôi thấy anh cần hơn tôi vẫn cho đấy, nó như vậy. Nên nó rất là có cái yếu tố đó mình chưa khai thác được cái đó. Trước đây mình chỉ tập trung giáo xứ để thấy cái vấn đề mà chơi tiền của các nơi ấy, thì con thấy rằng là trong quá khứ đây thì thời gian Nhi ấy, cha cũng đã phải đi nếu là giảng ở các giáo xứ Mỹ để quyên tiền rồi. Bây giờ các cha đây bây giờ cũng dư tiếng Anh đó để có thể đi nói về nhu cầu của mình, con thấy cũng nên làm lắm. Đức ông Long cũng đi khắp nước Mỹ cũng quyên tiền lắm. Dạ, đúng rồi. Thì đi với giáo xứ Việt Nam thôi. Giáo sứ Việt Nam thì cũng xin được bao nhiêu đâu, đi giáo sứ Mỹ và trình bày cái sự phát triển của cái người Việt Nam ở trên đất Mỹ này, mình có thể trình bày cho họ yêu cầu của mình. Còn vấn đề webinar xin bạn, mình có thể làm được chứ, mình có cái nhu cầu đó. À, bây giờ đó mình đã ghi danh cái kỳ này ghi danh Đại hội Dân Chúa bằng website rồi, thì chỉ có một bước nữa đó. Là nếu mà mình thiết lập được một cái PayPal đó, là mình có thể lấy visa của, và khi họ đóng góp bằng visa thì cái vấn đề pressure đó rất là dễ dàng. Nên đề nghị là như cha nói là cần một cái làm sao để mà phổ biến không phải trong cái của cộng đồng mình mà phải của người Mỹ đó, ngay như trên những cái đài đó, những cái TV của người Mỹ đó, mình làm sao mình có thể mình người dân người ta phổ biến giúp dục thì vẫn có thể làm. Ngay cái báo Catholic Herald gửi lên có một cái bài ở trên đó. Thì biết đâu có một người nghĩ là sẽ sắp chết thì ta cho hết ra sản. Mình cho một kiểu khó khăn tình. Những cái người nào mà họ có một cái mối liên hệ gì đối với Việt Nam. Vì họ là cựu chiến binh. Cựu chiến binh nhé. Cho mình xem có ý kiến gì. Nhà con có ý kiến gì con xài cơ hội này, tại mọi người đang nói về gây quý ấy, là ngày mai và đoàn đi thánh thể đông sẽ có bữa tiệc Father's Day và sẽ mời ca sĩ Như Loan về. Ở đâu rồi? Dạ, ở Hồng Kông Pearl Restaurant ở ngay bên cái đường Eden. Pearl Hồng Kông. Hồng Kông Pearl. Này hình như vé xuống ao hết rồi sao? Thì quảng cáo như vậy. Vé có hay không? Không ơi, bán vé cho tiền là được rồi. Ồ, vậy hả? Hay.